Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một sản phẩm, đó là máy thái thịt công nghiệp đông lạnh. Đấy, máy này các bạn để thái được các loại thịt đông lạnh. Đây, máy này điều chỉnh bằng điện tử. Đây, máy này thì có chất liệu 100% bằng inox này. Máy này có chiều rộng là 45 phân, chiều dài là 1m4, chiều cao là 1m2. Máy chất liệu bằng inox. Máy này có thể điều chỉnh bằng đây. Đây là lưỡi dao của máy này. Còn máy này điều chỉnh được tốc độ dày mỏng của mình, thể điều chỉnh ly đây. Đây các nút bấm. Đây bấm chạy là cái này, nó đang dần nó vào đây này. Đây để vào thái thịt. Đây là các bảng điểm số điều khiển như này. Các nút. Đây là như bây đang để điều chỉnh là độ dày là 1,5 ly. Đây, còn đây là bấm nút là dừng sửa tốt dừng lại đây này. Đây điều chỉnh độ dày tăng dày mỏng. Độ dày mỏng, điều chỉnh độ dày mỏng nhá. Còn đây lưỡi dao này. Đó. Máy 100% chất liệu inox nhá. Mọi người mua hàng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0934468222, 0904432111, website là xưởngmaythanhoa.com. Địa chỉ là 146 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa nhá. Xin chào và cảm ơn các bạn.